Câu chuyện Bác Rùa Đen và Hai Chú Thỏ. Trời mưa to như chút nước, gió thổi ào ào, bẻ gãy cả cành cây. Bác Rùa Đen đi chơi về, bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ gấu. Gấu đen chạy mãi trong rừng để tìm cho chú mưa. May quá, nhà của thỏ nâu đây rồi. Cốc, cốc, cốc. Thỏ nâu đang nằm ngủ, liền tỉnh dậy gắt gỏng hỏi. Ai đấy? Bác là bác gấu đen đây. Trời mưa to quá, cháu cho bác cứ nhờ một đêm với. Thỏ nâu không mở cửa, nó cau nhau nói. Không chú nhờ được đâu. Bác to quá, bác sẽ làm đổ nhà của cháu mất. Đen vã nài, bác sẽ không làm đổ nhà đâu, bác sẽ vào thật nhẹ nhàng thôi, nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ, bác đi đi. Thỏ nâu vẫn nằm trong nhà, nó vọng ra, nó nhất định không chịu ra mở cửa. Bác gấu đen muốn dầu bỏ đi, nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ, xuống mặt gấu. Bác gấu đen đi mãi, vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên bác gấu đen nhìn thấy nhà của thỏ trắng. Trong nhà tắt đèn sáng trưng, có tiếng thỏ trắng khẽ khẽ hát la 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 la. Bác gấu đen lại gần và rụt rè gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai đấy? Bác là bác gấu đen đây. Cho bác vào chú nhờ có được không? Thỏ trắng bước ra mở cửa. Ồ, cháu chào bác gấu đen. Mời bác vào nhà. Bác bị ướt hết cả rồi. Thỏ trắng dắt bác gấu đen vào nhà. Nó kéo ghế, mời bác gấu đen ngồi trước bếp lò. Lấy khăn cho bác gấu lau khô người và đem ra một đĩa bánh để mời bác ăn. Bác gấu đen cảm động quá nói. Cảm ơn thỏ trắng. Gấu đen ăn xong bánh, thỏ trắng và bác gấu đen cùng đi ngủ. Nửa đêm hôm đó, bão nổi lên ầm ầm, cành cây gãy kêu răng rắc, có tiếng đập cửa thình thình và tiếng của thỏ nâu. Bà thỏ trắng ơi, cho tôi chú nhờ với, nhà của tôi bị đổ mất rồi. Gấu đen vội choáng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ nâu vừa khóc vừa kể với bác gấu đen và thỏ trắng. Bác gấu đen ơi, nhà của cháu bị đổ mất rồi, làm thế nào bây giờ? Bác gấu đen kéo thỏ nâu đến bên đống lửa, an ủi thỏ nâu. Cháu hãy sửa cho ấm người đi. Nhà bị đổ à? Lo gì? Sáng mai bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ trắng cũng nói. Bạn đừng lo, sáng mai tôi sẽ giúp bạn làm lại nhà. Thỏ nâu sưởi ấm một lúc, nước mưa trên người cũng đã khô. Lúc này thỏ nâu mới ân hận vì đã đuổi bác gấu đen đi. Bác gấu đen liền nói. Thỏ nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Thôi, bác cháu ta cũng đi ngủ, kẻo khuya quá rồi. Đêm hôm ấy, thỏ nâu và thỏ trắng ôm bác gấu đen, ngủ một giấc thật là ngon lành.